Hello, chào mọi người. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cách hack Blockfolio 21 ở trên iPhone. Hôm nay thì mình sẽ test trực tiếp ở trên iPhone X nhá. Để hack được thì các bạn cần tải cho mình phiên bản Arcade hoặc là Codec dành cho iPhone. Link tải thì mình sẽ để ở trong phần mô tả của video. Các bạn bấm vào phần mô tả và làm theo hướng dẫn của cái link để các bạn sở hữu cho mình cái hai phiên bản này. Thì các bạn tải phiên bản nào cũng được. Thì mình đang tải sẵn cái phiên bản Arcade rồi. Bây giờ thì các bạn sẽ bấm vào cái link chứng chỉ mình để trong phần mô tả của video. Bước đầu tiên thì các bạn sẽ tải cho mình cái cấu hình DNS. Đó, tải cho mình cái cấu hình DNS và bấm cho phép nhá. Bước tiếp theo thì các bạn sẽ tải cho mình cái file EnsignCenter. Đó, bấm vào cái file EnsignCenter này, các bạn tải về cho mình. Đó, bấm tải về. Bước tiếp theo thì các bạn sẽ tải cho mình cái chứng chỉ đầu tiên. Đó, tất cả cái chứng chỉ bên dưới nó đều bị thu hồi rồi. Bây giờ chỉ có duy nhất một cái chứng chỉ đầu tiên này thôi. Đó là cái EnsignLine này. Thì các bạn sẽ bấm vào là các bạn sẽ tải được. Thì sau khi các bạn tải xong thì nó sẽ hiện cái nút màu xanh ở chỗ này. Đó, bước tiếp theo thì các bạn sẽ vào cài đặt cho mình. Vào cài đặt chung, vào quản lý VPN và thiết bị, các bạn bấm tin cậy cho mình. Đó, bấm tin cậy cho mình cái chứng chỉ này. Bước tiếp theo thì các bạn sẽ thoát ra, các bạn sẽ bấm vào DNS khởi này. Đó, cài đặt cấu hình cho mình. Nhập cho mình cái mật khẩu iPhone của các bạn vào đây. Đó, bấm cài đặt. Bấm xong. Đó, như vậy là mình đã cài đặt thành công cái DNS. Bước tiếp theo rất là đơn giản thôi, các bạn sẽ mở cho mình cái Ensign này lên. Bấm vào đồng ý cho mình, bấm OK này, bấm đồng ý cho mình. Tại đây thì các bạn sẽ bấm vào dấu ba chấm cho mình, bấm vào nhập, bấm vào gần đây, bấm vào cái file ensign này, đó, bấm vào ensign này, bấm giải nén lại cho mình, bấm vào ensign counter một lần nữa, bấm vào cái file chứng chỉ mà các bạn tải về, các bạn tìm đúng cái file chứng chỉ mà các bạn vừa tải về nhá. Cái chứng chỉ của mình nó có tên là Sunsine Group này, thì mình sẽ tìm đúng cái file chứng chỉ của mình là Sunsine, các bạn bấm vào đây. Ở đây thì nó sẽ có một cái thư mục là Ken P12, các bạn sẽ bấm vào, các bạn bấm nhập kho chứng chỉ cho mình. Mật khẩu của nó sẽ là khởi ndvn, các bạn bấm OK. Đó, như vậy là mình đã nhập kho chứng chỉ thành công. Bước tiếp theo thì các bạn sẽ bấm vào dòng trên, các bạn bấm nhập lại một lần nữa. Đó, như vậy là mình đã thành công đến 99% rồi. Bây giờ cách cài đặt hack thì nó rất là đơn giản rồi. Các bạn sẽ bấm vào dấu ba chấm cho mình, bấm vào nhập, bấm vào gần đây. Đó, tìm đến cái file mà các bạn vừa tải về này, cái file Arcade hoặc là file Codec, các bạn tải file nào thì các bạn sẽ nhập cho mình cái file đó. Mà iPhone thì các bạn có thể cài cùng một lúc cả hai file, thì mình khuyên các bạn là nên tải cả hai file nhé. Link tải thì mình sẽ để trong phần mô tả video. Bước tiếp theo thì các bạn sẽ bấm vào cái file Arcade này, bấm giải nén ra cho mình. Đó, bấm giải nén và các bạn sẽ đợi nó giải nén thành công nhé. Đợi nó giải nén thành công thì nó sẽ được một cái thư mục là payload. Các bạn sẽ bấm vào payload cho mình, bấm vào zblock.map cho mình, bấm ký cho mình, bấm chữ ký. Đó, đây là phiên bản mới nhất, là phiên bản 2.69.520. Và các bạn sẽ đợi nó chạy lên đến 100% thì nó sẽ hiện cái chữ cài đặt, thì các bạn sẽ cài đặt được rồi. Nó rất là đơn giản vậy thôi. Đến bước này thì chắc chắn các bạn sẽ biết hack cái phiên bản này, và hack tỷ lệ hack là thành công 100% nhá. Các bạn chỉ cần chịu khó xem hết cái video của mình thôi thì chắc chắn các bạn sẽ hack thành công 100%. Đó, bây giờ thì mình sẽ đợi nó chạy lên 100% thì nó sẽ cho mình cài đặt. Mình sẽ bấm cài đặt một lần nữa nhá. Bấm cài đặt lại thì nó sẽ cài đặt cái phiên bản hack Roblox này, hack Arcade này vào cái máy của mình. Rất là đơn giản như vậy thôi. Đến bước này thì tất cả các bạn đều biết cách cài đặt hack cho cái phiên bản này, thì mình xin dừng clip đây. Các bạn thấy video hay thì nhớ like, subscribe, chia sẻ video giúp mình để mình có động lực mình làm nhiều video hay và hữu ích cho anh em xem. Một cái yêu cầu nhỏ nhoi như vậy thôi. Còn bây giờ thì OK, bye, chào mọi người.